Bích Ti xin thân ái mến chào toàn thể quý khán giả của Việt Mỹ Television, chương trình văn học nghệ thuật hải ngoại. Và Bích Ti xin mời anh Bằng. Dạ, kính chào quý vị khán thính giả đài Việt Mỹ Television. Dạ, thì hôm nay chúng tôi xin trình bày cái đề tài là cũng nhân cái dịp Tết. Chúng tôi sẽ nói lên những cái văn thơ mà giờ có cái vấn đề chúc Tết. Dạ, và cũng đồng thời chúng tôi xin mượn cái giờ phút này để kính chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe. Thì giờ thưa rằng cũng nhiều lời để chúc Tết lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu có một cái sức khỏe thì tất nhiên có một cái tâm hồn lành mạnh, trí tuệ được phát triển. Và khi mà con người lành mạnh, trí tuệ phát triển sáng suốt thì giờ thưa chi cũng có cả. Dạ. Dạ vâng. Thành ra giờ thưa với cô dạ. Cảm ơn anh Bằng đã chúc Tết và Bitty cũng nhân dịp năm mới thì Bitty cũng xin kính chúc tất cả các quý khán giả thân thương của Việt Mỹ Television, nhất là của chương trình văn học nghệ thuật hải ngoại, một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và thịnh vượng, nhất là lúc nào cũng được tâm hồn cũng được an bình. Vâng, cái điều đó là Bitty rất là mong mỏi. Dạ vâng, và bây giờ thì anh em mình có những nhân dịp xuân về thì chúng ta nói về xuân rồi những lời chúc Tết xuân, phải không thưa anh? Dạ, dạ. Dạ. Thì thưa thì chúng ta thường hay quen là chúng ta bảo rằng là Tết Nguyên Đán. Dạ. Thì chúng ta hiểu, nhưng mà giờ khi mà chúng ta cũng phải định nghĩa hay là nói qua một chút là về vì Tết là gì, Nguyên Đán là gì. Dạ. Thưa cái Tết đó, Tết tức là một cái đã cũng giống như là một đại danh từ rồi, một danh từ mà không thể dịch ra được, là vì cái danh từ nó đi từ cái Tết tức là cái tiết đã tiếng tiếng Hán đó. Dạ, tiết tức là cái năm như vậy có cái các cái thời tiết nó khác nhau, như cái câu thanh bên trong tiết tháng 3, lễ là tạo mồ, ngoài là hội là đạp thanh. Thành cái tiết đó là một cái mùa, một cái thời gian. Và cái tiết mà tiết Nguyên Đán á, là trong những cái một năm có cái bốn mùa đó, thì cái tiết đó là tiết mùa xuân. Cái tiết đó rất là đẹp, nguyên, là cái nguyên gốc. Còn đáng là sáng sủa, buổi sáng, cái ánh sáng, ánh nắng. Thành thử là Tết Nguyên Đán là một cái ngày đẹp trời, đẹp nhất trong với cái mùa xuân. Đó, cái tiết của mùa xuân rất là ấm áp, dễ chịu, gọi là Tết Nguyên Đán. Dạ, thưa cô như vậy. Dạ vâng, thưa anh, thì hồi bé đó thì Bitty thấy cái mỗi một năm nó có một cái Tết, thì mình đi chùa đó, người ta nói là đi chùa hái lộc, thì lúc đó thì Bitty cũng chưa hiểu chữ hái lộc là cái gì cả. Thì cái sau này mình càng ngày càng lớn lên, mình mới hiểu được cái chữ lộc nó như thế nào. Thưa anh có thể giải nghĩa cái chữ lộc, tại sao mà mình có cái chữ lộc trong đó anh? Dạ, thưa giờ hằng có một cái nghĩa bóng rồi nghĩa đen. Dạ, ví dụ như cái nghĩa đen á, thì tưởng tượng trong cái mùa xuân ra những cái chồi, những cây nó lộc, cái hoa, thành ra có những cái người ta có thể là hái tất cả những cái hoa đó để cho giống như đem cái lộc vào mình. Dạ, thì đó gọi là cái lộc. Còn một cái lộc là một cái phước lộc đó, thì thường thường là trong cái ngày Tết ấy, thì có những cái phước lộc, nghĩa là gặp nhau trong cái đầu năm để chào hỏi lẫn nhận nhau, để mà có những cái đem lại cái niềm vui hồi ngộ trong những buổi Tết đó, gọi là một cái lộc mà giờ theo nghĩa bóng đó. Thì thường thường là người ta gọi là đi hái lộc, nhất là về đến các chùa, để hoặc là đến các cái vườn, những cái phong cảnh đó, chúng ta hái những cái búp hoa, những cái đọt non, gọi là những cái lộc. Dạ, thì đó cũng là một cái tập quán, một cái phong tục mà giờ đầu năm. Dạ, thưa cô. Dạ vâng, nói đến hái lộc thì bây giờ ở hải ngoại chúng ta đó, dạ, nhất là ở bên Little Sài Gòn này thưa anh, dạ, cứ những cái phải nói là lúc đêm giao thừa đó thì là các chùa chiền, nghĩa là mở cửa suốt đêm từ chiều đến sáng luôn. Dạ, thì thường thường Bitty cũng đi hái lộc đầu năm. Nhưng mà chùa bên này thì các thầy thỉnh nhiều các cái hoa đào, hoa mai
ở khắp nơi đem về. Thành ra là thay vì mình hái trên cây á, thì là mình hái lộc ngay trong chùa, có những các quý vị trong chùa đó, dạ các thầy đem những cái bó hoa đến, thì chúng ta vừa hái lộc và chúng ta lại cúng dường luôn, thì cái đó hay hơn là các quý vị đi ra vườn hoa mà vườn vườn chùa hái, phải không anh? Dạ dạ ra vườn chùa hái thì thật sự ra là cái cảnh chùa nó mất đẹp đi, phải không ạ? Thưa cô nói như vậy là rất dạ phải. dạ Mình chỉ có biểu trưng mà thôi, chứ bây giờ ví dụ như những cái cây lên tốt tươi hay là những cái trái mà mình hái như vậy thì giờ cũng quá đáng. Thì là chỉ có cái biểu trưng, chỉ cái về cái tinh thần thôi. Đó thì những cái vật hoa hoặc là trái thì chỉ có cái biểu trưng để mà đưa đến, để nói lên là một cái lộc, một cái mà những cái vị tôn giáo, những cái vị tu sĩ trao cho mình. Thì mình nhận đó là nhận, không cái phước, nhận thì đó là một cái lộc mà đã đầu dạ năm mình đầu năm được hên lấy. đó bạn anh Dạ, chị, thưa thưa như dạ vậy. may Dạ. mắn đó, đó Dạ. vâng, thì cái đó là cái phong tục tập quán của chúng ta, và thật sự ra thì chúng ta cũng ở hải ngoại chúng ta cũng nên tập cho các bé các con cháu của chúng ta đi hái lộc đầu năm, cũng như là đi 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 giao thừa, để cho các em nhớ về đi cái đêm giao thừa nó vui như thế nào. Các chùa chiền thì rất là đông đảo mọi người đến, có nhiều người cũng không phải Phật tử nhưng mà họ cũng đi hái lộc đầu năm, đi đến chùa, phải không anh? Nhất là Như vậy. chúng ta ở quận Cam này bao nhiêu chùa chiền mà mỗi năm thì mọi người đến rất là đông mà rất là vui nữa, và nhất là các chùa đốt pháo, có nhiều chùa đốt đốt pháo, phải nói là Bích Ti có một người bà con, anh ấy cũng lớn tuổi rồi và anh ấy mê đốt pháo lắm ạ. Dạ mê 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 nghe tiếng tiếng pháo nổ. Dạ vâng, thì năm nào cũng vậy, cũng Tết năm nào anh cũng nói đưa anh đi đến các chùa để mà anh nghe được tiếng pháo đi đùng. Thì cái đó là chắc từ bé anh cũng có những cái thói quen đi chùa hoặc là đốt pháo mỗi lần từ bé. Vâng, thì chúng ta cũng nên tập cho các con cháu của chúng ta có một cái tục lệ như vậy, thì các cháu nó rất là thích, và hơn nữa mai mốt các cháu mà lớn lên rồi, anh thấy không nhỉ? Vâng, nó giữ được cái phong tục tập quán này nó cũng thích nữa, và đi đâu cũng vậy, các cháu nó cũng cố gắng nó về để nó ăn Tết với ông bà với cha mẹ. Vâng, thì thưa anh, thì năm nay chắc anh cũng có nhiều con cháu ở xa ở về, phải không anh, để mà ăn Tết với anh đó. Thưa giờ theo cái phong tục của ở Việt Nam chúng ta thì cái ngày Tết là cái ngày hội tụ, thì có những cái gia đình được cái diễm phúc có con cháu có hội tụ ấy, nhưng mà giờ có những cái công năng việc làm gì ở xa thì tôi thấy rằng là ví dụ như ngay cái thời kỳ ở Việt Nam thì như quý vị đã biết, trong cái thời kỳ mà chinh chiến ấy, có thể có một số người con có đi học đồ thì về nhà sum họp với cha mẹ được, nhưng mà có cái đến tuổi, nghĩa là cái kiểu bằng trai cái thời loạn đó phải đi lính, phải ở biên cương xa, thì họ tưởng nhớ đến là họ hoài vọng đến, họ nghĩ đến cái ngày Tết, thì khi mà pháo nổ rồi họ tưởng tượng đến là bà mẹ đang chờ mong mình để về, thì có lẽ là cái tâm trạng họ năm này họ về không được vì lại những cái chiến trường đang sôi động, và hơn nữa họ về thì trong khi những cái bạn bè của họ ở lại thì cũng đành như vậy để mà giữ gìn cái biên cương. Ấy, cho nên cái ngày xuân cũng tùy theo cái tâm trạng, thì có lẽ là khi mà chúng ta qua được bên này thì giờ cũng phải hồi tù là đã lành vui 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 vẻ rồi, nhưng mà nhớ lại những cái kỷ niệm xưa, những cái mà mùa xuân ở đất nước chúng ta trong cái quá khứ thì tâm trạng của những cái người lính, những cái người thanh chàng trai nước Việt mà gặp trong cái lúc chinh chiến thì ở phải gìn giữ tại biên thùy, gìn giữ đất nước, cho nên họ có những cái khát vọng, họ có những khắc khoải, họ có những cái buồn bã và đã diễn tả trong những cái bài hát mà các nhạc sĩ đã viết thành cái thơ. Thành ra giờ thưa giờ cũng tiện qua đây xin cô nói lên những cái tâm trạng của người lính khi mà xa nhà trong những cái dịp xuân về. Như bài Xuân nay con không về.
Dạ thưa, cái bài Xuân Này Con Không Về thì các ca sĩ nổi danh cũng đã hát nhiều lắm rồi. Dạ thưa anh, mà bây giờ anh nói em hát thì không biết làm Có thể ngắm sao. lên học đọc lên nha dạ. Dạ thì để em hát thử coi Dạ thử. dạ. Dạ vâng, thì để Betty hát một mà một cái chắc là cái đoạn ngắn ngắn thôi, để quý vị có một cái không khí mùa xuân, nhất là trong cái chương trình văn học nghệ thuật này nữa nghe thưa quý vị. Dạ. Con Con biết biết bây bây giờ giờ mẹ mẹ chớ chớ tin tin con, khi khi thấy thấy mai mai đào đào nở nở vàng vàng bên bên đầy trước trước ngõ ngõ mà mà tin tin con con vẫn vẫn xa xa ngàn ngàn xa. Ôi Ôi nhớ nhớ xuân xuân nào nào thuở thuở trời trời yên yên vui, nghe nghe pháo pháo giao giao thừa thừa rộn rộn ràng ràng nơi nơi ngồi chờ chờ sang sang đỏ đỏ hay 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 những những đôi đôi má má đào. đào. Để nói cái tâm trạng ghi lại một cái thời điểm của trong cái đó có cái thời điểm của mùa xuân và có cái nhân vật là những cái chàng trai nước Việt đang nhìn những biên cương, thì đó là một cái kỷ niệm mà dễ thương, có thể nói rằng đi ra vào trong lịch sử. Thì xuân thường thường người ta nhớ lại thì kỳ mình đi học á, có những cái bài tập đọc hay là có những cái đoạn thơ mà tả những cái cảnh xuân ở thôn quê, ở những vùng đồi núi xa hẻo lánh. Thì khi mà tôi đọc cái chợ Tết của Đoàn Văn Cừ, cái bài thơ này thì có lẽ là quý vị, nhất là ở trong thế hệ của tôi trước đó, thì chúng ta rất là thấy thích thú và nhìn lại một cái cảnh chợ Tết ở một cái vùng sơn cước. Dạ, thành ra tôi xin ôn lại, xin đọc bài này để quý vị thưởng thức cái thơ chợ Tết tác giả Đoàn Văn Cừ. Dải mây trắng dần dần trên đỉnh núi, sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh. Trên con đường viền trắng mép đồi xanh, người các ấp tưng bừng ra chợ Tết. Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc, những thằng cu áo đỏ chạy lom xom, vài cụ già chống gậy bước lom xom, cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ, thằng em bé nép đầu bên yến mẹ, hai người thôn gánh lợn chạy đi đâu, con bò vàng ngồm nghịch đuổi theo sau, sương trắng rọ đầu cành như giọt sữa, tia nắng tía nháy hoài trong luồng rúa, núi uốn mình trong chiếc áo the xanh, đồi hoa son nằm dưới ánh bình minh, người mua bán ra vào đầy cổng chợ, con trâu đứng vờ diêm hai mắt ngủ để lắng nghe người khách nói bô bô, anh hàng tranh kẹo kẹt kẹt quẩy đôi bồ, tìm đến chỗ đông người ngồi dở bán, một thầy khóa gồ lưng trên cánh vạc, tay mài nghiên hủy hoại viết thơ xuân, cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm, miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ, bà cụ lão bán hàng trên miếu cổ, nước thời gian gội trắng phao phao, chú hoa ma màng đầu chít chiếc khăn nâu ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu, áo cù lý bị người chen sẵn ẻ khéo, căng trên đầu đang chít cũng túng ra, lũ trẻ con mọi ngắm bức tranh gà, quên cả chị bên đường đang đứng gọi, mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi, cành anh chàng bán pháo dưới cây đa, những mẹt cam đỏ chót tựa son pha, thủng gạo nếp đong đầy như núi tuyết, con gà trống nào màu thâm như cục huyết, một người mua cầm cạn dốc lên xem, chờ tưng bừng như thế đến gần đêm, khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh, trên con đường đi
cái là các làng hẻo lánh, những người quê lũ lượt trở về, ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê, là lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ. Giờ thưa chị, đó là một bài thơ mà giờ tả cái cảnh cái chợ Tết ở một vùng cao nguyên. Thì chúng tôi thấy rằng là cái cảnh chợ Tết của chúng ta cái đấy có lẽ là cái chợ, là cái chợ phiên, cái chợ mà người là có thể đến bất kỳ vài ba tháng hoặc vài ba tuần gì đó, người ta đụng cùng nhau trong đỉnh trong một ngày nào đó, trình trong một phiên nào đó thì đến. Thì có lẽ trong cái chợ Tết này nó đặc biệt hơn, nghĩa là tất cả các hàng, kể cả người, kể cả vật đều ra đó để mà giờ thưa bác. Thì chúng tôi cũng xin nói lên, đọc lên để quý vị có một ấn tượng cái cảnh Tết, cái cảnh mà chợ Tết trong những cái năm tháng ở ở tại đất nước của chúng ta để quý vị thưởng thức. Dạ vâng, cảm ơn anh Bằng đã đọc cái bài thơ Tết rất là hay, mà hầu như là hồi mình đi học với dưới trung học đó. Dạ, chúng ta đều học cả. Và thưa anh, thì ở đây chúng ta có hai cái Tết, Tết dương lịch và Tết âm lịch. Thì để sau cái phần thông tin thương mại thì xin nhờ anh Bằng có thể giải thích hai cái Tết đó, nó khác nhau như thế nào thưa anh. Dạ vâng, và kính mời quý vị đừng có rời máy, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn.